và Phết Clan map thi đấu thứ hai, map thi đấu Mirage trong khuôn khổ giải SL Pro League ngày hôm nay. Và NIP team Nip sẽ là team xuất phát bên phía CDSide trước. Và lần này các bạn thấy Getrai không bắn một khẩu Duva Resta nữa rồi. Getrai đang chọn cho mình đó là một khẩu USP, một kit và một quả smoke. Luôn luôn Getrai là người lên full bomb. Bây giờ thì Fake Land đang chuẩn bị fake bomb xe A, hai quả smoke cắt đôi nối và chuẩn bị sẽ có hai người tăng lên bomb xe A. Đó là vị trí của ai đây? Vâng, Guardian và Carrigan sẽ là người lên A. Và bây giờ thì bomb được câu B, trong khi đó thì đẩy con Hector lên. Và đây là chúng đánh bom xe A fake. Và như vậy là một mạng anh cho Rain rồi. Double kill dành cho Rain. Một tiêu bắn PA-10 và đó là triple kill đến từ vị trí của Rain rồi. Bây giờ thì Olofester A cũng break thành công. Chỉ lại một mình Getrai mà thôi. Cơ hội là không có cho Getrai. Bây giờ thì làm nào để giữ được quả bom đã là tốt rồi. Thôi bỏ mẹ rồi. Và như vậy là Olofester là người kết thúc được Getrai, đem về round thắng đầu tiên dành cho các viên của team Fake Clan. 1-0 dành cho Fake Clan rồi. Một tiếng lên bom xe A có thể nói không khác gì đi chợ đến từ thanh niên Rain. Ba cái một mạng rất là easy. Một round thua và Nip không có được một mạng nào cả. Tỷ số là 1-0 dành cho các viên của team Fake Clan. Vâng, bây giờ thì Nip có một round phóc bài. Fake Clan thì họ đang chủ động đẩy ra mid. Nip đang bắn đội hình đó là 3A, 1B và 1 mid. Trong khi đó thì Forest đang đứng ở khu vực B short. Các bạn thấy bỏ hoàn toàn khu vực lầu B luôn. Và giờ thì các thành viên của team Techland họ bắt đầu chiếm mid rồi. Một quả smoke window được ném ra. Và bây giờ thì Forest lại thể hiện một lần nữa khả năng bắn deagle của mình. Những tình huống bắn deagle của Forest ngày hôm nay đang có chất lượng, có thể nói là cực cao. Luôn luôn là những tình huống bắn một viên. Và giờ thì có vẻ những anh viên Fake Clan họ đang muốn đánh mid to B. Họ đang trả đồ B. Bom xe B chỉ có mình Forest rồi. Khó rồi. Và như vậy Forest nằm xuống rồi. Mất bom xe B thì gần như không thể retake được. Giờ thì Nico phát hiện ra vị trí của Rake. Ngay lập tức thì Rake lên bảng. Và chúng ta sẽ Raken lại một lần nữa. Lại là những khẩu Nico. Ngay lập tức thì quả nết được trả ra. Một quả nết rất chính xác đến từ Olofmeister. Và giờ Exit nhìn thấy đối phương rồi. Chúng ta xem Exit đang rất cố gắng. Và giờ thì có vẻ như Exit sẽ xếp súng trong round này rồi. Nico đang có một tình huống cover đồng đội, có thể nói là rất hay. Không có cơ hội cho các anh viên tìm Nip trong round này. Tỷ số sẽ là 2-0 ở nhóm Fake Clan. Và giờ thì anh viên Fake Clan họ quyết định xếp súng ở khu vực B short. Sẽ không thể bắt được súng đến từ Exit. Exit đang cố gắng và bây giờ thì Exit băng nhoi ra làm con mẹ gì ấy nhở. Bom thì sắp nổ. Đi mẹ mày có súng có giáp đàng hoàng. Mày nhoi ra làm cái đéo gì. Ui trời ơi. Eco. Vâng, bây giờ thì Eco full rồi. 2-0 của Fake Clan và chuẩn bị sẽ là 3-0. Và chúng ta có thể thấy rằng Rain đang rất tự tin. Bắn P250 trong round này luôn. Không lên một khẩu AK hay là một khẩu Mark 10 gì cả. Đây là một tình huống mà Rain chủ động bắn P250 round sau có thể lên AK. Có lẽ là Rain là một người không đủ tiền, không đủ để full buy AK giáp 2. Và chúng ta có thể thấy bom xe B lại bị chiếm rồi. Đây là một tiếng đẩy 5 mid đến từ team Nip. Nhưng họ đã bị chiếm bom xe B. Và giờ Nip sẽ làm gì đây? Vâng, mid to B rồi. Bom xe B giờ thì lại clear và không một ai ở B cả. Nip đã bị lừa. Và giờ thì họ bị ăn đạn. Vâng, một mạng rồi. Đó là... Đây các bạn thấy. Trời ơi, tôi không biết bình luận thì hôm nay năm thành viên của Nip bị lừa. Họ chổng mông lại cho Olofmeister. Olofmeister có một nhiệm vụ rất đơn giản. Ngủ dậy rồi à? Kết thúc khung giờ châu Phi rồi. Vâng, như vậy là Hàn TK đã dậy rồi anh em ạ. Vâng, có vẻ như hôm nay đã là bây giờ đang là giờ buổi sáng của giờ châu Phi rồi. Nên là báo thức của giờ châu Phi rồi. Vâng, bây giờ làm ra full bài đến từ team NIP. Và Fake Clan đang chuẩn bị setup bài B. Vâng, Rake đang là người duy nhất solo B. Và chúng ta xem, cái đéo đây. Lại không nhìn đéo gần này. Ôi đi, con về với một cười với lô đó. Ôi, ông bọn em đéo nhìn thấy thằng đứng ở ngay bên cạnh. Lại nhìn thấy ba đang ở bên kia. Vâng, một tiếng uống đẩy cầu đi team Forest. Và các anh viên của team Fake Clan thì họ đang bật lấy vết. Họ không ai biết Forest ở đó cả. Bom xe A đã được đẩy rồi. Và bây giờ thì Rekka dùng Olofmeister.
Tình huống vừa rồi Forest không nhìn thấy cái thằng ngay bên phải, mà Forest lại nhìn thấy ba thằng trước mặt. Trời ạ. Vâng, bắn cả ba thằng trước mặt vẫn không biết có một thằng ngay bên phải. Có một ông ở bên phải đang set up, đang lấy vết bom. Và giờ thì Vecland bắt buộc phải đánh B. Chúng ta cũng xem. Wyden đang là người duy nhất khỏe máu, khó rồi. Rick đang có vị trí đứng khá là đẹp trong tình huống này. Và chúng ta sẽ xem Rick sẽ làm gì đây. Carrigan còn 16 máu, đang chuẩn bị đánh bom xe B. Raken có bách về hỗ trợ hay không? Rick vẫn đang một góc cửa. Và bây giờ Raken, vâng, góc kêu Raken đang là khá đẹp. Raken đang phải kê hai góc một lúc. Và bây giờ Raken, vâng, như vậy Raken có được một mạng Carrigan. Tiếp tục thì Rick double kill cho Rick và rào thắng đầu tiên dành cho các viên của team NIP bên phía Cityside. Một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí của Forest. Các bạn thì thấy lại một lần nữa chúng ta lại phải nhắc đến cái tên Forest trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Forest có một tình huống đẩy B, bắn chết 2 và bắn yếu 1. Và thậm chí Forest đưa về một thông tin rất là quan trọng, đó là đối phương đi 4B. Vâng, đối phương đi 4B trong round đó. 1-3 dành cho các viên của team NIP. Và bây giờ các thành viên của team NIP có một round full bài tiếp theo. Cả hai team đều full bài. Vecland, Warren, round đấu này họ đã có họp đến từ vị trí của Warren rồi. Rake down người solo B, các bạn có thể thấy NIP đang bắn bắt bài rất nặng. Có nghĩa là bom sai B là một cái bom rất khó cứu. Các team thường thì họ sẽ bắn theo phong cách đó là 2B. Nhưng NIP họ luôn luôn lựa chọn cho mình cái giải pháp đó là solo B và bắn 3. Vâng, 3 và solo B. Rõ ràng là nhiệm vụ của Rake ở thời điểm hiện tại đang là rất khó. Bây giờ thì đẩy khu vực ram rồi, một mạng cho Warren. Vâng, Warren phát hiện ra get ride luôn. Bây giờ thì get ride phải lùi lại rồi. Exit đã nằm xuống. Forest đổi được một mạng của Rain ở vực connector. Và bây giờ thì Forest, đó là double kill cho Forest. Và bây giờ là triple kill cho Forest. Không có quả là kill rồi. Forest bắn quá bay ở trận đấu này. Ba mạng đến từ vị trí của Forest trong pha xử lý vừa rồi. Mọi thứ đều là hoàn hảo và bom đang được, vâng, bom vứt ở T-side. Cái gì vậy? Hai vết ba và các thành viên của team Vecland họ vẫn đang vứt bom. Và giờ thì qua đến đang di chuyển ra mid. Có một người mid, đó là ai đây? Và đó là Rick. Rick đang có góc kề, các bạn để thấy Carrigan, Rick, ai sẽ là người chiến thắng? Carrigan bắt đầu bò vào và chúng ta xem Carrigan. Và bây giờ Carrigan hạ gục được Rick rồi. Bây giờ Carrigan còn 12 máu thôi. Vâng, nhưng tình huống là 2 vết 2 dễ dàng hơn rất nhiều. Và các thành viên của team Vecland họ biết rằng, vâng, Rick là người duy nhất canh bom xe B và Rick đã chết. Những bom vẫn được di chuyển về A. NIP đang bắt bài, họ vẫn đang giữ 2A. Lộ tiếng rồi. Và lần này thì Guardian nằm xuống. Carrigan chỉ còn lại có 12 máu mà thôi. Bom thì rời. Quyết định xem súng đến từ Carrigan. Và đây sẽ là round thắng thứ 2 đến từ team NIP. Vâng, các bạn thấy rằng NIP đang bắn cực kỳ, họ bắn bắt bài rất là nặng. Họ bắn 4A. Vâng, bom xe B thì một mình Rick. Thật sự đây là lý do tại sao mình bảo với mọi người ở Rick đang bắn ở cái role cực kỳ khó ở team NIP. Tại vì đa phần các team thì họ sẽ bắn theo phong cách đó là 2B. Bom B là bom rất khó cứu. Nhưng NIP thì họ lại thường xuyên, kể cả map Kache lẫn map Mirage, họ luôn luôn để cho Rex bắn solo. Và khi họ bắn với cả team Gai Sport họ để thua là vì như vậy. Vâng, Raken có một tiếng nhảy trượt, một tiếng định nhảy lên shot đến từ Raken. Và giờ thì Vecland họ biết rằng chỉ có một mình Rex bắn B. Các bạn thấy đây sẽ là thảm họa. Và như vậy là Raken vừa nằm xuống bên Olof ở mid rồi, chuẩn bị đánh bom xe B. Và chúng ta hãy xem Exit ngay lập tức nhặt khẩu súng ra. Vâng, một tiếng vứt súng đi, bách về đến từ Forest. Một tiếng cover kịp thời. Có vẻ những anh viên team NIP họ đoán được điều gì đó. Bây giờ thì Forest và Rick sẽ là hai người bắn B. Bắt đầu tràn vào bom xe B đến từ Vecland. Đâu súng rồi, một mạng cho Carrigan. Forest đổi được mạng, double kill đến từ Carrigan rồi. Một tiếng bộ đôi bom xe B chỉ đổi được một. Và giờ thì NIP có lẽ sẽ thua vào lúc này. Xếp súng rồi, tầm này cứu gì nữa. Vâng, đến cái tầm thời tiết như thế này thì cứu làm sao được bom. Bây giờ thì NIP sẽ cố gắng xếp cho mình khẩu súng. Và giờ thì làm đúng nhặt ọp đến từ vị trí của Exit chăng? Vâng, bây giờ thì nhặt ọp đến từ Exit rồi. Và hai player thì NIP họ sẽ chọn cho mình đó là vị trí lầu A. Lầu A có thể nói là vị trí xếp súng đẹp nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Và liệu NIP họ có làm như vậy không? Vâng, Exit vẫn phải làm thêm chú bé nữa, làm thêm một mạng cái đã rồi bắt đầu đi xếp súng. Bây giờ thì có là quá muộn hay không? Và chúng ta hãy xem. Vâng, làm thêm được chú bé giờ lại kéo xếp một súng. Giờ có khi chúng ta có thể thấy NIP họ đang trà lửa ra. Vâng, vẫn đang giữ ở trong bom chứ không phải là chúng đẩy lên lầu A. Và bây giờ thì tỷ số sẽ là 3 đều để các viên tìm NIP. À nhầm, 4-2 Vecland. Tôi nhầm. Tỷ số là 4-2 cho các viên của team Vecland. Và giờ thì NIP
Vâng, các bạn để thấy rằng Nip thắng liên tiếp nhưng họ thiếu tiền. Họ luôn luôn để mất khá nhiều súng và bây giờ thì làm round up cố lên từ Nip rồi. Forest vẫn tiếp tục bắn Nico. Rõ ràng với việc Forest bắn Nico thì nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Và bây giờ thì Nico một tiểu đi đẩy náo, đi đẩy láo của Nico. Và các bạn thì thấy rằng hậu quả là khá là nghiêm trọng. Một tiểu mà Nico định first pick ở khu vực và bây giờ Nico chỉ còn 15 máu thôi. Trong cái đó thì Ren cũng tiêu ra mid chay. Một pha dẫn ra mid chay đến từ vị trí của Ren. Draken dù rằng là người kêu off trước nhưng Draken để cho Ren ra mid khá là đơn giản trong pha tình huống vừa rồi. Bây giờ thì Faker Clan họ đang chủ động đánh khá là chậm. Các bạn có thể thấy họ vẫn đang hầu, họ đang chờ cho đối phương hết smoke, bắt đầu thể hiện những tình huống di chuyển tiếp theo. Rõ ràng là đánh nhanh với Nip là một điều không thể. Nip là một team có thể nói là counter những tình huống rớt khá là hay. Và bây giờ thì có vẻ như Faker Clan họ đang muốn chiếm connector rồi. Thêm một quả smoke window và một quả smoke connector đã được ném ra. Và giờ thì họ có đánh mid to B hay không? Vâng, rất nhiều bom trả ra. Trong khi đó thì Nip họ đang lùi lại. Draken không còn bắn off mid nữa, thay vào đó là một người khác và Draken. Bây giờ Draken đã chuyển sang một vị trí khác rồi. Exit đang là người bắn mid. Đội hình của Nip đang có thể nói là hợp lý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Forest liệu có mạng với cầu Nico một lần nữa hay không? Ngày hôm nay thì Forest bắn Nico thì nói là cực kỳ khét. Và giờ thì Forest, vâng, lần này thì không có mạng rồi. Rex đổi được một mạng của Lobaster. Rex bị quẩy, Rex đang quăng di chuyển. Các bạn thấy di chuyển rất kéo từ Rex. Và bây giờ thì đó là double kill cho Rex rồi. Bách về đến từ vị trí Exit. Exit đang không được Karigan. Bây giờ thì lên đổi được một mạng của Exit rồi. Bom rời, 2v3. Cái đéo gì vậy? Vâng, cái đéo gì vậy? Nhưng Draken vừa hạ gục được Nico và cuối cùng thì Getride có mặt kịp thời đem về round thắng thứ 3 cho nhóm thành viên của team NIP. 3-4 cho nhóm viên team NIP rồi. Có vẻ như Nip họ đang bắt nhịp với cả trận đấu ở map Thiếu Miret này là khá tốt. Họ vừa thắng một cái round đấu rất quan trọng, một key round trận đấu. Và giờ thì các viên của team Faker Clan sẽ có một round Eco. Vâng, một round Eco. Nhưng họ đang có 3 khẩu Eco sẽ là rất nguy hiểm đến từ thành viên của team Faker Clan khi mà họ đang có đến 3 khẩu Nico trong round này. Và bây giờ thì không được rồi, lần này thì Draken đã vác một khẩu ọp ra để hạ gục Nico. Bây giờ thì Olof là thí sinh tiếp theo. Vâng, những tình huống đích pick người đến từ team Faker Clan không thành công. Và bây giờ thí sinh thứ 3 mang tên đó là Karigan. Ren đổi được một mạng thành công. Vâng, thí sinh Ren là người duy nhất không bắn. Và bây giờ thì Getrai hạ gục thành công Guardian ở khu vực Aram. Giờ chỉ còn lại một mình Ren và đã lộ vị trí mà thôi. Vâng, các bạn để thấy rằng Ren là người duy nhất bắn PA50 trong round đấu vừa rồi. Và Ren là người duy nhất có mạng. Và bây giờ thì Ren có double kill hay không đây? Vâng, có rồi. Và bây giờ thì Ren nằm xuống bởi Forest. Những điều ông tapping có thể nói là rất hoàn hảo từ Forest. Rất là bình tĩnh. Nip họ vừa mắc một sai lầm. Không nhặt off. Một tình huống không nhặt off cho Draken. Một tình huống mà Nip họ quá mải mê đi bắt súng mà họ không nhặt off cho Draken rồi. Bây giờ thì Draken sẽ không tình huống up off cố và khả năng cao Draken sẽ không có giáp cho tình huống này. Tỷ số là 4-4 là những thành viên của team NIP. Ở tầm này mình mệt tại vì hôm nay mình ngủ dậy từ lúc 3 giờ chiều, 2 giờ chiều. Sau đó mình thức từ một mạch đến bây giờ. Nói chung là cũng mười mấy tiếng liền nên giờ mình nói cũng nhiều. Lúc tối mình còn stream thằng Benten nữa. Nói cũng nhiều nên đâm ra giờ nó kiểu cổ họng nó cũng khá là mệt. Chứ nó không phải là vì mình buồn ngủ. Mà thực ra là vì mình khá là mệt. Nói giờ cố gắng nói lắm rồi nhưng cổ họng nó chỉ đến thế thôi. Thế nên hôm nay mà bắt mình cắt 4 trận thì mình cũng chịu thật sự với mọi người như vậy. Và bây giờ là thúc đẩy lâu A đến từ Deep rồi. Getrai nằm xuống nhưng Rex đổi mạng rất nhanh. Một tình huống chủ động đẩy hai lâu A. Khá là kinh nghiệm đến từ Nip. Vâng, Olof Baster dù có một tình huống xử lý bắn rất tốt nhưng Olof Baster chỉ đổi được một mà thôi. Bây giờ thì chuẩn bị set up bomb xe A đến từ team Faker Clan. Và chúng ta cùng xem. Nip họ đang giữ hai người ở mid. Exit Draken đang kẹp hai mid. Một tình huống set up bomb xe A và bây giờ thì set up thúng back up rất nhanh đến từ các viên team Nip. Vâng, Draken sẽ back về. Bây giờ Nip họ đang có hai người A, bắt đầu chuẩn bị tràn ra. Draken back về rồi. Bây giờ một mạng đi từ Forest, double kill từ Forest và không có triple kill. Và Draken Rex là hai người có mạng để đem về round thắng thứ 5 thành các thành viên team NIP. Vâng, Nip đang control map thi đấu này rất tốt. Các bạn thấy rằng Nip họ đang control map cực kỳ hay.
Và đó là một tình huống bắt bài từ Nip. Vâng, Nip chủ động bắn 3 2 mid. Rất dị trong round đấu vừa rồi. Nip bắn 3 2 mid và không có một ai bắn B cả. Bỏ luôn bom xe B. Rõ ràng là Nip đang có tình huống bắt bài đối phương. Và giờ thì lần này thì Raken là người mới hạ gục Nico một lần nữa. Tiếp tục, đó là mạng dành cho ai đây? Vâng, Rain chỉ còn cho mình có ít máu thôi, nhưng Rain vẫn có được mạng của Forest. Và bây giờ, vâng, như vậy là một tình huống nhảy bắn đến từ Olofaster. Bây giờ thì Raken đỏ máu rồi. Một tình huống nhảy bắn headshot đến từ vị trí Olofaster rất là bố láo. Trong đó Guardian đang đi cùng LA, có vẻ như Nip họ đang bị phân tâm khá nhiều ở mid. Nhưng bây giờ thì Raken yếu máu và lùi về ngắm ở khu vực CV7. Chắc chắn sẽ là một khó khăn lớn dành cho Guardian. Một góc kê rất đẹp đến từ Raken. Khả năng cao là Guardian sẽ nằm. Và như vậy, người đầu tiên đó là Olofmeister đã nằm xuống rồi. Ơ đi, mẹ cái điều khiển điều hòa đó nhở. Vâng, Guardian đổi được một mạng. Và bây giờ thì Rain có mạng của Exit rồi. Vâng, Rain đã bắn rất hay. Ơ cái đéo gì vậy? 7 máu và Rain vừa có được double kill. Bây giờ thì Rain sẽ nhặt được khẩu ọp. Một vũ khí rất nguy hiểm. Vâng, bom thì đang rơi. Rex còn cho mình 100 máu nhưng Rain đang có ọp. Một tình huống Rain không có giáp. Giờ Rex sẽ quyết định xử lý như nào đây. Vâng, Rain đang bò ra. Rain đang có một cái lợi thế khi mà anh cầm ọp. Bây giờ thì bom sẽ đặt. Rex đã rơi vào vị trí khó rồi. Bây giờ thì Rex chính là người bị rơi vào vị trí khó. Giờ thì Rex với Rain ai sẽ người chiến thắng? Và như vậy Rex. Vâng, các bạn thấy rằng 7 máu nhưng Rex vẫn có thể headshot được trong pha xử lý vừa rồi. Sau 4 thì thành viên của team NIP trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số đang là 6-4. Sorry anh em, mình vừa đi kiếm cái điều khiển điều hòa lạnh quá. Bây giờ thì đang làm một tình huống 1v3 và như vậy lần này thì Guardian đã chiến thắng rồi. Một tình huống chiến thắng trong một pha đấu họp. Nip đang bắt bài, họ đang bắn 3 rồi, bom rơi. Và bây giờ thì Rex, và chúng ta hãy xem, Rex nằm xuống với Olofmeister. Một tình huống bắn họp khá non và bom đã được nhặt rồi. Giờ thì Nip lại là người gặp khó. Vâng, một tình huống 4v3, bom rơi. Và cuối cùng bây giờ thì làm một tình huống 1v2. Và tiếp tục thì Guardian có double kill. Nip đang yếu tiền. Vâng, Exit đang đẩy mid và chúng ta xem Exit khó rồi. Và Exit, vâng, như vậy là Exit nằm xuống 5-6 anh học Fate Clan. Nip họ vẫn có thể đủ tiền để up cố thêm một round đấu nữa. Một round up cố có thể làm được. Tỷ số đang là 5-6 anh học Fate Clan. Và giờ thì các thành viên team Nip họ vẫn có thể up cố, các bạn để thấy. Chuẩn bị đánh bom xe A đến từ team Fate Clan. Một tiếng đánh bom xe A. Đây, chuẩn bị rồi. Vâng, 3 RAM, 2 LA. Trong khi đó Nip họ đang bắn solo A đến từ Getrai. Khó rồi, và giờ thì Getrai. Vâng, như vậy Getrai lộ vị trí. Khó rồi, và bây giờ thì Getrai nằm xuống với Karigan. Raken đổi được một mạng. Một tiếng bắn off khá tốt đến từ Raken. Và bây giờ Raken nằm một cái khe cái off có thể nói là rất khó chịu. Và chưa có double kill cho Raken rồi. Có vẻ như đây sẽ là một tình huống retake bomb đến từ team Nip. Họ có kit và họ đang còn hai quả smoke. Sẽ là những tình huống retake bomb rất khó chịu đến từ team Nip. Và chúng ta cũng xem. Giờ thì cần phải có người ở CT Bay. Giờ thì Nip đang chủ động đẩy hai CT Bay rồi. Và như vậy là Exit phát hiện ra Guardian. Và như vậy là Guardian lần này đã bị hạ gục. Một quả smoke sẽ được ném lên RAM. Có flash buff ra. Và double kill dành cho Olofmeister. Một tình huống buff flash check rất hay đến từ thành viên của team Fate Clan. Tiếp tục thì đó là triple kill. Và cuối cùng Nico hạ gục được Forest để đem về round thắng thứ 6 cho thành viên của team Fate Clan. 6 đều.
Bây giờ thì Petland sẽ không ra pull bài tiếp tục, trong khi đó thì Nip yếu tiền, họ bắt buộc Eco. Tỷ số sẽ là 7-6 anh cho Petland rồi. Vâng, chúng ta cũng xem. Đẩy mid đi từ Nip khó rồi. Get right đã nằm. Trong khi đó Rain đang có kê rất chắc với khẩu AK của mình. Và Rain có được một mạng. Đó là hai mạng cho Rain. Exit đổi được mạng nhưng Guardian cũng có cho mình mạng thứ hai. Và giờ thì Raken đã lộ vị trí. Nico có vẻ như đã đoán được Raken. Và như vậy là... Vâng, cái đéo gì vậy? Audit mẹ mày rút Nico ra bắn luôn ạ. Vâng, bắn AK có 2-3 viên. Không thèm bắn AK nữa. Rút Nico ra chơi luôn. Cục vãi luôn. 7-6 anh em Faceland. Vâng, đây là mạng thứ 3 dành cho Nico trận đấu này rồi. Vâng, có lẽ đây chính là nguyên nhân tại sao mà Faceland họ đang thi đấu không đúng phong độ, khi mà Nico đang khá tọt ở map thiếu này. Và giờ thì Nip họ không có off. Họ đang lên cho mình đó là 5 khẩu rifle. Chúng ta cũng xem Face sẽ làm gì đây. Có lửa đem ra. Vâng, Raken đang định đứng trên lửa để bắn đối phương. Không phải là quyết định đúng đắn. Một tiếng chắn connector nhanh. Giờ thì có nét rồi. Và Raken nằm xuống. Get Rai cũng đã bị a gục bởi Olof Meister trong bom. Tiếp tục thì Guardian có được một mạng của Exit. 5-2. Vâng, round sau thì là last round. Chắc chắn là Nip họ sẽ lựa chọn cho mình đó là xếp súng. Vâng, một pha bắn rất tốt đến từ Rake. Trận đấu này thì bộ đôi Rake với Forest vẫn bắn tốt. Trong khi đó những người còn lại thì đang... Mình nghĩ rằng Nip họ bắn cũng khá đều nhau thì đúng hơn. Như Bossa những round đấu vừa rồi đang mắc lỗi. Một key round, họ để thua một key round rất quan trọng với một tình huống 4-3 bom rơi. Và bây giờ thì họ đang phải trả giá. Đối phương đang có một tình huống comeback rất mạnh mẽ. Ui ôi, đau. Ui giời, đi mẹ quả nết thấm thế. Quả nết thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Quả nết rất thấm luôn. Và bây giờ chúng ta xem Olof đang đẩy vào để bắt bằng được Rake. Khó rồi, Rake bị quay. Bây giờ thì Rake nằm xuống. Quá khó cho Rake cho bà xử lý vừa rồi. Và bây giờ cái lồn mẹ mày. Bắn thế thì bố mày chịu rồi. Bắn thế thì chịu rồi. Tám sáu anh em Faceland. Và giờ thì Nip có một round up cố. Vâng, bây giờ thì bắt bài kinh khủng hơn. Đó là Tatic, đó là 4A và 1 mid. Rõ ràng Nip đang bắn rất nhiều và bắn bài, nhưng đối phương đang đi 3B. Và giờ thì bom xe B thì đã clear rồi. Vâng, bây giờ mà mất B luôn mà không đổi được mạng nào. Chúng ta cùng xem nào. À, ông Exit làm gì? Ui giời ơi, vâng, Exit vẫn chưa nằm. Một tình huống Exit bắn yếu hai người rồi. Bây giờ Exit. Exit nằm xuống rồi, bom xe B mất. Tỷ số là 9-6 dành cho Faceland. Round đấu kết thúc. Chắc chắn là như vậy. Không có cơ hội nào cho các thành viên team Nip trong round này. Một tình huống 4-5. Và bom B là một bom quá khó cứu. Chúng ta xem. Vâng, đang cố gắng trong vô vọng. Ây da, ây da. Khá phết nhở. Vâng, Olof Meister đứng trong smoke rất quái từ Olof Meister. Raken có triple kill nhưng có lửa để ném ra và tham minh gần như không còn nữa rồi. Bây giờ thì dập smoke, có một kit đến từ vị trí của Rake, gỡ bom luôn. Gỡ này. À, gỡ này. Gỡ bom mà, gỡ với bố mày à. Tôi đã bảo mà, không có cơ hội. Bom B rất khó cứu, các bạn thấy tình huống rồi, Nip họ cứu bom khá là dẻo nhưng mà thời gian của họ là không đủ. Và bây giờ chúng ta hãy xem Faceland chỉ ăn được Crown Pistol này. Có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc với 16-6 thật. Tức là mình đang bị tụt huyết áp. Có vẻ như vì hoạt động nhiều sao lại còn đói nữa. Kiếm cái gì ăn đã. Đói quá anh em ạ. Mẹ kiếp, đến tầm 4 giờ sáng ấy đói quá. Bao nhiêu đồ ăn lúc 11 giờ rồi nó trôi hết rồi.
Phải kiếm gì ăn, đói quá. Có gì ăn không? Người mình bây giờ đang lạnh hết kiểu ra. Giờ phải tắt cả điều hòa rồi. Cảm giác kiểu tự nhiên lạnh lạnh lạnh. Uống hộp sữa đã. Chúng ta lại quay trở lại với Fami. Xin giới thiệu các bạn. Xin giới thiệu các bạn sản phẩm Fami đến từ công ty Vinasoy Việt Nam. Tiếp tục rồi, có Fami rồi. Chúng ta quay trở lại với trận đấu. Tỷ số với anh là 9-6 cho Pakeland. Và tất nhiên là Nip họ cần phải thắng cái đào Pistol này để họ có thêm hy vọng trận đấu này. Còn nếu mà thua đào Pistol này thì có lẽ là hy vọng sẽ nhỏ nhoi rất nhiều. Và chúng ta xem Nip sẽ bắn Pistol ra bên phía tí sai như nào. Có một quả smoke sẽ ném ra. Và đây là quả smoke ném ở đâu? Một quả smoke mid gần, một tình huống fake mid và bây giờ thì bắt đầu tràn ra bom xe B. Olofmeister góc kia đẹp, Warden có một mạng exit, một mạng đến từ Olofmeister. Đó chưa phải là double kill. Raken hạ gục thành công Karigan trong bom xe B rồi. 3v4 Nip bắt đầu chiếm được bom, nhưng Olofmeister có double kill, Warden cũng vậy. Và cuối cùng thì đó là triple kill cho Olofmeister. Bắn quá tốt đến từ Olofmeister trong cái vị trí B-shot trong round đấu vừa rồi. Các bạn để thấy rằng Olofmeister đứng ở một cái vị trí B-shot và anh bắn quá hay, không chết và có được 3 mạng, khiến cho các thành viên tìm Nip họ vào được B nhưng họ không thể làm được gì cả. Vâng, bây giờ đây là một tình huống vác Deagle ra pick mid không thành công. Lần này thì Raken đã nằm rồi, không có một tình huống bắn Deagle vào mồm đối phương nữa. Guardian với khẩu SG đang control hit mid khá là hiệu quả. Vâng, bây giờ làm từ 4v5, Nip họ gặp khó. Họ đang không pick được người từ sớm như những cái round đấu bình như thường lệ. Và bây giờ thì các anh viên tìm Nip họ quyết định quay về bom sai B. Nhưng Pakeland họ đang giữ hai người ở B. Karigan và Olofmeister đang đứng ở hai trong bom B. Rõ ràng là việc đánh bom sai B sẽ khó khăn hơn so với Nip rất nhiều. Một tình huống mà Pakeland họ đang bắn B rất chắc chắn. Chắc chắn sẽ là một phương án không hợp lý đến từ tìm Nip trong round này. Tuy nhiên thì có lẽ là đánh đâu cũng vậy thôi. Họ chỉ có cách đổi mạng mà thôi. Trông chờ một tiếng tỏa sáng cá nhân. Bây giờ thì bắt đầu tăng vào B. Bị bắn nhiều đến từ vị trí exit rồi. Ngay lập tức thì một mạng dành cho Karigan. Olofmeister hạ ông Getride. Olofmeister có 5 kill. Và đó lại là một lần nữa, đó là triple kill cho Olofmeister. Rõ ràng là Olofmeister đang bắn rất hay với khẩu M4A4. Hai round liên tiếp Olofmeister có 3 mạng ở bom xe B, khiến cho những tình huống đánh bom xe B của Nip trở thành vô vọng. Vâng, không hề có một hy vọng nào cả. Tôi đã bảo các ông rồi, đừng bet Nip map thi đấu này, không nghe. Và bây giờ thì các anh viên team Nip họ đang tràn ra mid với khẩu Glock và chúng ta hãy xem. Guardian đang rất cố gắng, Olofmeister sẽ là người cover. Và bây giờ thì lại là một màn trình diễn, ủ sổi ôi. Vâng, lại là sâu diễn của Olofmeister rồi. 3 round liên tiếp Olofmeister đều có 3 mạng. Lại một lần nữa, triple kill cho Olofmeister. Vâng, 3 round đấu vừa rồi thì mỗi round đấu Olof có 3 mạng. Và anh đã có thêm 9 frag. Ngay lập tức thì bảng xếp hạng của chúng ta thấy 29 mạng dành cho Olofmeister thời điểm hiện tại rồi.
Trong khi đó thì Nico mới chỉ có 6 mạng mà thôi. Một sự chênh lệch có thể nói là khủng khiếp. 29 và 6. Một con số có thể nói là quá bất ngờ. Không chỉ bắn tốt bên phía City side mà Lopester bắn bên phía T-side rất hay. Bây giờ thì Nip có một round vun bài và tất nhiên họ phải thắng round này. Thua round này thì Nip gần như hết hy vọng rồi. Và tí đã cắt xong thì chắc là mình cũng chạy ra Bạch Mai làm bắt bún riêu anh em ạ. Chứ tầm này không ăn cái gì mà đói chết. Và bây giờ thì Nico đổi được một mạng mà thôi. Một tình huống đẩy ra mid đi từ Nico. Chỉ có được một mạng. Forest có một tình huống đổi mạng rất nhanh. Bộ đôi Forest và Rake có một tình huống bỏ underpass. Và Nico một tình huống đẩy ra khá là cục trong pha xử lý vừa rồi. Bây giờ là một tình huống xử lý 4v4. Các bạn thể thấy rằng Draken đang đấu trí với cả Rain ở khu bom xe A. Trong khi đó ở bom xe B đó là Forest sẽ gặp Karrigan. Rất khó chịu. Cơ hội thì đang chia đều cho cả hai team. Và các thành viên của team Fakeland họ đang có sự thay đổi. Guardian back về để hỗ trợ cho Karrigan ở đầu B với khẩu SSG. Một tình huống ngắm. SSG với cả MP7 sẽ cover cho nhau. Trong khi đó thì Olof Mister đang di chuyển về khu vực mid với khẩu Ripple của mình. Đó là khẩu M4A4. Và liệu Olof có một tình huống làm 3 đấy không đây? Làm 3 đấy nghỉ chơi game. Ui giời ơi, một mạng rồi. Chúng ta bắt đầu bài tập đếm. Một mạng rồi. Và giờ Forest nằm số 7 Guardian. Hai mạng còn lại sẽ để cho Olof Mister chăng? Giờ thì Olof Mister 2. Vâng, round này Olof chỉ làm 2 mà thôi. Exit cũng có cho mình hai mạng. Exit nằm xuống 7 lên và tỷ số là 13-6 dành cho Fate Clan. Cơ hội cho Nip đến thời điểm hiện tại có lẽ là đã hết rồi. Vâng, bây giờ thì Olof Mister đã có đến 31 frag trong trận đấu ngày hôm nay. Các bạn thấy rằng Olof Mister đang bằng chính hai người đứng sau, đó là Guardian và Rain cộng lại. Còn Nico với Karrigan trận này thì không tính tiền rồi. Và bây giờ thì anh biết team Nip họ có một round phốc bài. Đây là một tình huống setup bom xe A đến từ team Nip. Và chúng ta xem có khác biệt hay không. Rõ ràng việc Nico đứng A setup cũng không dễ dàng hơn là mấy. Và chúng ta thấy bài setup của team Nip bắt đầu rất nhiều bom được ném ra, cả 5 người. Vlad được ném ra rất đều tay. Và bây giờ thì tràn lên. Guardian hạ gục exit. Rain có mạng của Red rồi. Cái ghét rai chỉ đổi được một mạng trước khi Olof Mister back về. Lại là double kill từ Olof Mister. Vâng, cái bức tường mà Olof Mister gây lên có thể nói là một bức tường vô hình không thể cản phá. Và cuối cùng thì Nico cũng có cho mình hai mạng để đem về round thắng thứ 14 dành cho Fate Clan. 3 round đầu thì làm 3 và 2 round tiếp theo thì mỗi round giết 2. Và rõ ràng là địch đánh A chứ không hề đánh B. Olof Mister là người bắn B shot. Và các bạn thể thấy tình huống back từ B về bom xe A đến từ Olof Mister là rất nhanh trong pha xử lý vừa rồi. Và giờ thì Olof Mister đang có đến 33 frag rồi. Quá khó cho Nip trận đấu này. Và giờ thì Nip họ đang định làm gì đây? Tôi đang muốn xem bài của Nip. Một cái bài khá là mới. Vâng, ném 3 quả smoke từ T-Bay. 3 quả smoke được ném từ T-Bay. Che hoàn toàn các vị trí. Che connector, che shop và che window. Đây là một bài mà ngày xưa mình đã từng thấy Astralis làm rồi. Họ ném 3 quả smoke từ T-Bay để che toàn bộ bom sai khu vực mid. Và giờ Nip đang có lợi thế hơn người. Nhưng Rain vừa đổi được một mạng của Get Rai. Exit là một Rain. Guardian có mạng của Exit. Vẫn làm tiếng 3 vết 3. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Guardian đang rất tự tin tình huống đẩy mid của mình. Đang có một tình huống bài tơ mid đi từ Forest. Và giờ thì Guardian. Vâng, như vậy là Ken và cũng được Karrigan. Một tình huống đẩy lâu về không thành công. Nhưng Guardian đổi mạng hay không? Guardian, như vậy đó là mạng dành cho Forest rồi. Chỉ còn lại một mình Olof Mister thôi. Vâng, bây giờ thì Olof Mister tiếp tục nhiệm vụ mình. Đó là một mạng cho Olof Mister. Back về bom xe B rất nhanh. Vâng, Olof bị lừa. Lần này thì Olof Mister có vẻ như bị lừa rồi. Một tình huống đoán sai đến từ Olof Mister. Không phải bị lừa mà đây là một tình huống Olof Mister đoán sai. Khi mà anh nghĩ rằng địch sẽ đánh A. Và chúng ta xem Olof Mister sẽ làm thêm bao nhiêu mạng nữa đây. Con số bây giờ đang dừng ở lại 34 frag. 34 frag rồi. Và Olof đang có kit. Thậm chí anh còn có một quả bom lửa. Và flash rất chính xác đến từ Olof và không được rồi. Góc kề của Draken trong pha xử lý vừa rồi là quá đẹp. Và round thắng thứ 14 đã thuộc về team Fate Clan. 14-7 dành cho Fate Clan. Nip có cho mình một round thắng. Và đây sẽ là key round trận đấu dành cho Nip. Vâng, thua round này thì thua luôn. Và nếu thắng round này thì có lẽ vẫn thua. Đấy là cơ hội dành cho Nip trong trận đấu ngày hôm nay.
Vâng, một tình huống đẩy mid rất cục đến từ Olofmeister, rất tự tin. Và giờ đây Olof đang gặp Draken, một tình huống đấu họp. Và dư vậy bây giờ thì Olof, vâng, Olof phát hiện ra Draken rồi. Và bây giờ thì Olof là người chiến thắng. Nico có được một mạng của Drake rồi. Exit đổi mạng Nico. Bây giờ thì Olof có được một kill hay không? Vâng, vẫn đang là Olofmeister. Vâng, Olof lùi lại rồi. Một tình huống thăm mình hơi sai một chút đến từ Olofmeister. Bách về rất nhanh, 3v2. Fate Clan đang có lợi thế hơn người. Và chúng ta hãy xem Getrai đang cố gắng, một tình huống cố gắng pick người từ Getrai. Các thành viên của team Nip họ đang làm chậm nhịp độ lại. Vâng, Guardian back về bom side B. Và các thành viên team Nip pick lên họ vẫn chỉ giữ 2A thôi. Và giờ thì Nip họ bắt đầu chuẩn bị tăng bom side A chậm rồi. Olof đã lùi lại, Guardian đang cover. Và giờ thì bộ đội team Nip họ sẽ có một tình huống stack lên ladder. Exit không phải, đây rồi, một tình huống stack exit lên ladder. Nhưng bộ đôi Guardian và Olof đang tình huống kẹp ngang ra, khá là khó. Và chúng ta hãy cùng xem. Giờ thì exit đang ở vị trí đứng khá đẹp rồi. Vâng, Olof, Guardian có kê chéo răng hay không đây? Bây giờ thì Guardian, vâng, một tình huống kẹp chéo răng góc kê của Guardian sang bom xe sẽ là rất đẹp. Và double kill cho Olof rồi. Sự khác biệt các bạn để thấy 35 frag. Và bây giờ thì Kadigan là người cuối cùng hạ gục được Getrai, đem về round thắng thứ 15 dành cho các viên của team Fate Clan. Và Nip là người yếu tiền, 35 frag, 36 frag dành cho Olofmeister đến thời điểm hiện tại. Không thể tin được. Một trận đấu đây có thể nói là sâu diễn của Olofmeister và những người bạn rồi. Tỷ số là 15-7. Và giờ thì Nip đang chuẩn bị đánh bom side B. Một round up cố đến từ Nip. Nhưng Olof đang là người kê lầu B. Chúng ta xem Olof. Bây giờ thì Olof chưa có mạng rồi. Bây giờ thì Olof có được một mạng, thiếu máu. Và lần này thì Olof chỉ đổi được một vô mà thôi. Kadigan, vâng, Kadigan đang là người đứng trong bom. Chúng ta xem Kadigan. Kadigan bắn yếu đứng vừa. Kadigan chỉ đổi được một, nhưng Guardian lại là người có mặt. Bây giờ thì Guardian double kill cho Guardian. Và tỷ số là 16-7 để cho các anh viên team Nip. À nhầm, team Fate Clan. Như vậy là Fake Clan đã giành chiến thắng với tỷ số 16-7 ở map thiếu thứ hai là map thiếu Mirage.